vẫn chốt Lim Si và Reni làm nhân vật giới thiệu cho nhà máy hả em? Đúng rồi, hai người đó đứng cạnh nhau rất đẹp đôi. Nhưng mà... Sao thế ạ? Lim Si và Reni bị vướng lịch rồi. Việc này phải nhờ em ra tay mới được. Thôi được rồi, chị cứ về làm việc đi. Em mời chị ạ. Chị cảm ơn. Dạ. Càng ngày càng xinh đấy. Em có xinh nhưng mà không giỏi bằng chị đâu. Chị thì giỏi gì chứ, đang đau đầu lắm đấy này. Thật ra ngày khai trương nhà máy cũng sắp đến gần rồi, mà chị thì cũng muốn đầu tư clip cho hồn hồn một chút, để sau này khi Hoàng Kim theo đuổi và đạt được những chứng chỉ quốc tế cao hơn thì chắc chắn là clip này sẽ có trong profile của Hoàng Kim. Thật ra thì em bị vướng sâu nên là đành phải bỏ lỡ mà. Thế chẳng lẽ là em định bỏ lỡ cơ hội hợp tác với Reni thật á? Mà em biết đấy, Reni mà xuất hiện ở đâu thì chắc chắn đó sẽ chính là spotlight. Nhưng mà em chưa hề nghe thông tin là Reni sẽ dẫn chương trình ấy. Thì tất nhiên rồi. Em quên mất rằng chị luôn là người muốn biến những điều chưa bao giờ thành những thứ có tên là lần đầu tiên à? Em giải quyết xong qua hậu biển rồi chị ạ. Bây giờ chỉ còn Reni nữa thôi. Bên Reni báo lại là cậu ý không quen dẫn những chương trình như thế này đâu. Chị cứ thấy lo. Cứ yên tâm, em có cách rồi. Cậu ý cứ nghệ sĩ thế nào ấy nhỉ? Sợ. Reni là ca sĩ nhưng lại hâm mộ bóng đá. Mà tình cờ cậu thủ mà cậu ta hâm mộ nhất lại nằm trong câu lạc bộ mà Hoàng Kim thiết kế và tài trợ trang phục cho. Em đúng là biết gãi đúng chỗ ngứa đấy nhỉ. Ăn may thôi chị ơi. Đã nhiều việc thì chớ, lại còn thêm vụ vạ miệng nữa. Sau vụ này thì chị thấy Duy cũng được đấy chứ. Vừa có tinh thần gánh vác, lại có chính kiến. Nghe cái việc cậu ta cho tân CEO gặp gỡ với cánh báo chí sau khi buổi khai trương kết thúc ấy, chị thấy đấy là một giải pháp tình thế rất là tốt. Cậu ấy có tiềm năng, nhưng cũng là người có chỗ dựa nữa. Thế nên cậu ta mới tự tin ra mặt đến như thế. Mà chị này, em đang muốn mua một cái nồi ủ chân không? Chị có biết loại nào tốt không? Lát chị gửi cho em cả một list danh sách nhá. Sao tự nhiên lại biết chăm sóc sức khỏe như thế? Đâu, em định mua biếu mẹ. Mấy hôm trước về nhà, thấy mẹ em mất mấy tiếng để ninh nồi cháo, mất công quá. Nên là mua loại này cho tiện. Đúng là con gái diệm nhỉ?